tại cái tên cà lâu đấy không? Lúc trước tại giờ em tải cái phần mềm không tải phần mềm Camo trên điện thoại của em. Camo Camo
Có, bây giờ em dùng máy của em làm cam, thay cam. Đâu? Cắm sạc lên. Cắm thẳng qua máy tính được rồi. Thì cái camo này là nó làm cho thay cam của em. Không, nó chỉ đăng nhập ở trên một cái đấy của em thôi. Đăng nhập máy khác đi lại suốt ngày phải hoàn cốt. Đăng nhập đi. Cái kênh đi. Kênh để cho em thác game đi. Tải ở bên này sau lúc được tải lại phiên bản cũng không cho dùng, phiên bản này toàn phiên bản miễn phí. Ở bên đây thì đỡ phải ấy hơn, đỡ phải đi lại chạy đi chạy về. Anh cho cái đấy vào, cho vào cái nhóm, cho vào cái trang đấy vào để xem, để anh còn sắp xếp, tại vì máy không có nhiều.
có đông tất cả mọi người cũng như thế không đủ mạnh đó tí nữa từ gửi lại anh em nhé. Bật cái máy ở đấy nhá, tí anh dặn anh ấy cho anh buồn ngủ quá chưa từ trưa mà chưa ngủ ngay hả cái gì cái này thì dân đông táo bấm vào sao đúng không tamo thì anh dân ngủ à
nhận một cái mã khác, em cắm điện thoại iPhone hay gì đấy, em xong quét cái mã đấy, ví dụ con nét trên màn hình sẽ hiển thị đi cái mã quét vào đây sẽ hiển thị đi cái cam của em luôn. Yeah. Rồi tiếp dụng OBS gửi cho anh cái email của em. Thank you.
Anh cắt nửa cái ấy là được. áo phải thắt thắt như kiểu bọn nói nhiều. Anh chỉ cần cắt nửa áo chứ không cần thắt. Anh mất cái tài này. Check cái mail đi. Qua. Tải camo vào cái điện thoại của Quang. Bật lên, cắm vào cái máy tính. Bật lên đi, bật lên. Em nhìn trên cái camo của em nhé. Có một cái dấu như kiểu cái dấu wifi ấy. Đấy, đúng rồi. Giờ nhìn trên cái màn hình kia kìa. Nhìn này, anh tích vào đây này. Đấy. Chỗ này thì để nó đây, này để nó rồi. Nhưng mà sau con. Đúng rồi, đang kết nối, ta đi. Xem mặt của em có đặt cam xa ra thế nào, bật cái loa ngoài lên.
thủy.
không, em cần thì em thử hỏi bạn của em đi. Đi chân em bị phi đi rồi. Đi chân em thì chị ok rồi. Ôi chị em có được con ngựa này. Không làm gì đây. Em cũng không biết. Em chuẩn bị rồi. Có xong đi được. Không ngựa đấy. Mình ra đi hè. Để nó đi hè. Anh đọc trên đấy giá combo của nó đã 2,5 triệu rồi. Chắc là chỗ ăn đi sao ấy. Không, một người ấy chị. Đi được à? Ờ, có được chứ, có đi được mà. Kệ bọn nó chứ. Em mua đi, em đi đủ tiền. Xong thật anh nếu mà đi Hà Giang, em đi với họ đấy. Em đi với người thân một bạn của anh ấy. À, hay một giây. Không, em chẳng có giây rồi. Chỉ biết là như vậy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, không có được nữa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, chị em đi thôi. Chị không đi đi. Chị không đi. Không bao giờ đi phượt à? Chị không. Mấy lần thì ra đi theo tôi chứ đi xem máy. Em thấy Hà Giang đẹp nhỉ? Chị mới đang là 2,5 triệu ba. Nó là kỹ thuật rồi. Hai chữ tính ra máu mẹ đi 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 ra đi 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 chưa. À em không cần được không biết. Cái đấy thì là cần biết. Thì phải tập mới đây chưa mới nào cũng đã thấy nó đau. Không em không đi được chị ạ. Thôi cần mình sẽ coi thì đau ơi. Em có công ngộ mà em không đi được. Chị để em không đi được. Chứ đi sống lại. Chết rồi, ngựa ơi. Con để cho ngựa cái gì rồi. Con đi phượt nhiều chưa hả chị? Em chưa đi chỗ nào luôn. Thế là em rất muốn đi. Nhưng em đi em cũng cần đi quay đỉa mỗi đứa đi. Còn đi quay xe. Nhưng mà em cũng thích đi ở xa xa một chút. Em đi yêu anh chơi xa rồi chứ. Chưa. Có ạ. Tại em ở trên Hà Nội em làm tình huống vệ rồi gì hết. Ờ em giống chị đấy. Chị đi bố với chị đâu biết đấy. Thế em thì bảo là đúng đây con đi học. Thế thôi. Không thì mà em chưa bao giờ làm gì để... Ừ đúng không? Chẳng làm gì đến giới hạn luôn. Đi chơi bình thường. À, em đi chơi cần những người mới. Nên em cũng thật sự bị kẹt. Trong khi đấy mấy thằng bạn em có live stream bố mẹ em cũng nhìn thấy. Trong khi bố mẹ em hỏi không có đi học thôi đâu. Không có đi học ở nhà. Bảo bọn bố mẹ em đi sang live stream. Anh luôn được có đường rồi chị. Mà nương vẫn được mấy đầu nữa. Thực ra thì tính lương là tiếng Anh mà sau 10 năm anh tính trên 16 tháng rồi nè. Cả mỗi lần anh không tính theo tháng hay tuần rồi. Vâng. Đúng rồi. Em thấy như thế lúc đấy mà kiểu đâu cần để đến tận năm ngày luôn.
thì một tháng chắc chắn luôn rồi. Thì em thấy em không lấy nhưng mà em vẫn tiêu. Thì chị bảo anh từ trả lương em thì em trả lương em không nhận đâu. Chị ơi, em đi được con ngựa rồi. Thì có không cần các chị đã ai tiêm cái HPV à? Không chưa, chưa chị cái kia nhờ hết. Em tiêm rồi, em tiêm 3 mũi xong. Em tiêm 3 mũi xong rồi á? Vâng. Xong đấy. Dạ. Không à, em tiêm từ cấp 3 rồi. Em tiêm đến bệnh viện tiêm. Vâng. Em tiêm bệnh thứ tư thì em tiêm. Ơ, bây giờ có thuốc rồi đúng không? Em không biết, em đang định ra chỗ tiêm chủng VNVC ấy chị. Ừ, cái đấy năm trước ấy chị hỏi người ta bảo là hết. Thế á? Tại là em thấy chị và con bạn em đến đây không chữ được. Thế này thì hôm nay em hỏi nếu mà được em tiêm. Tại là em đợi ở quê lâu quá. Chị ơi, em đi được nhựa. Mẹ em đi. Đi ở nhanh hơn nhé. Vâng. Boy, man.
Không, không ai đậu, đúng rồi. Chúng ta phải tận dụng cơ hội thôi mà. Chúng ta tận dụng được bằng cái anh không phải gọi lại đâu.
cắm hết lên. Cắm không khó thì cắm đi. Gửi anh thấy lên như đấy, anh biết đâu được nó là gì. Hôm trước anh bảo em tải cái cloud đấy không? Tải trên máy anh ạ. Thế hôm trước tải không? Tải nó có cái một lắm. Chứ máy không dịch con ghi đâu, máy ghi ghi đâu. Bỏ chuột ra, bỏ chuột ra. Đây hôm trước mình phải đây không? Giờ em tải cái phần mềm. Không. Tải phần mềm Camo trên điện thoại của em. Camo. Camo.